Đấy, cái này sáu nhìn từ dưới lên là như kiểu ruộng bậc thang này mọi người nhé. Sáu này khi rau lên đây, các cây trồng lên sẽ nhìn rất đẹp. Quay từ dưới lên thế này nhìn cảnh rất là đẹp, ruộng bậc thang. Ok, hello chào các bạn, mình tên Hùng Ca Ca. Ok, hello chào bạn, mình tên Đông Bao. Ok, hello chào các bạn, kính chào mọi người. Chào các bạn. Ok, chào mừng các bạn quay lại với channel ẩm thực châu Phi, nông nghiệp Việt Nam tại châu Phi. Thì hôm nay là ngày đầu tiên anh em mình xuống đồng, ngày đầu tiên của năm mới. Thì lời đầu tiên thì mình cũng thay mặt tất cả mọi người cũng như anh em trong team là chúc mọi người đầu năm mới, sang năm mới 2021 một sức khỏe, có nhiều thật nhiều sức khỏe và hạnh phúc, và những gì, tất cả những gì may mắn nhất sẽ đến với mọi người cũng như gia đình và vạn sự như ý. Và hôm nay thì anh em mình lên đây là sẽ bắt đầu công việc là hướng dẫn cho người dân ở đây trồng trọt và làm đất như thế nào, là làm nông nghiệp như ở Việt Nam. Thì hôm nay video đầu tiên thì anh em mình sẽ hướng dẫn người dân lên luống làm đất và để dẫn nước như thế nào. Đấy. Không nhất thế thôi. Lên nữa. Ê, nào đây. Oi, vai fazer como o cavacinho? Levanta e fica liso assim. Mas vem. Vou água passa como? Que é assim, DVD, DVD. Sim. Não é junto assim. Sim. Aqui mete outro semente, outro assim. Tá bem. Sim. Agora começa a cavar assim. Tá bem. Assim mareco. Assim. Já tá acabou. Đấy, anh em mình sẽ lên luống theo kiểu ruộng bậc thang này mọi người nha. Vì ở đây đã là suối thế này nên anh em mình sẽ làm luống ngang. Đấy, luống ngang này là khi nhìn vào thể trông nhìn như thấy một cái ruộng bậc thang. Cây xoài ra một tí để làm con rãnh nước nó chảy ấy. Cho bằng nước là được. Rãnh nước ở bên cạnh cây xoài. Thank you.
ghé được một đường đi. Oya nenda lisega ya. Tali lanu damola.
rồi hết chứ lúc lúc sau thì nó cao hơn kiểu các bạn cao hơn nhìn con lúc trước đây. Đây mọi người nhà anh em mình là làm từ sáng rồi chứ. Bây giờ cũng trưa 12 giờ trưa đây. Đây. Đã lên được ruộng đây. Làm ruộng tất cả đây. Đây lên ruộng xong thế này bây giờ anh em mình sẽ đi làm vẹt cái đường rành này cho nó rộng ra. Để nước phạt rồi con anh em mình còn đi lại trồng trọt và chăm sóc nữa. Luồng anh mình làm cũng như là thẳng lắm đó. Bây giờ sửa lại luồng cho nó thẳng với nó, cho nó rộng ra 1 tỷ và sâu xuống để sau này đi lại chăm sóc và nước sẽ đi vào đấy là sóng dễ hơn. Chứ cái này rành này nó đang hơi bẹ đấy. Đấy, cái này sáu nhìn từ dưới lên là như kiểu ruộng bậc thang đây mọi người nhé. Sáu này khi rau lên đây các cây trồng lên sẽ nhìn rất đẹp. Quay từ dưới lên thế này nhìn cảnh rất là đẹp, ruộng bậc thang. Bây giờ anh nhá. Bây giờ anh em mình cùng sẽ làm luống băng này. Luống không phải xoải này mà trên xuống là để cho nó băng. Bây giờ anh em mình cũng làm 1 tí nữa là cùng sẽ nghỉ bây giờ cũng trưa đây. Anh em mình cùng nghỉ để kiếm miếng gì đó để ăn. Miếng gì ăn à? Miếng gì ăn? Ngô đấy, ở đây là chỉ còn ngô đấy, ngô về ổi. Vì không ngồi gì nữa cả. Với đất lạ. Sí, está bien.
Ok các bạn nha, thì anh em mình là làm từ buổi sáng đến giờ, thì bây giờ cùng mệt đây, thì cùng ổn định là luống đây, cùng anh em mình cùng chỉ dẫn cho người dân là làm thế nào đấy thôi. Thì sóng rồi sáu là sẽ làm lấy luống cái đường rành này nó sẽ rộng hơn. Thì bây giờ cùng mọi người mệt rồi, bây giờ anh em mình sẽ nghỉ nha mọi người. Dạ, tu đu đi vào. Mấy cái cao kì, vậy sao các bạn? Chúng ta xin đi đây. Đây thì video hôm nay anh em mình cùng lên đây hướng dẫn cho mọi người canh tác đất làm thế nào cái giai đoạn đầu tiên trước khi vào trồng trọt đấy mọi người nhé. Và anh em mình cùng là chỉ dần và làm lấy luống này, đây đủ là cùng hơi mệt rồi. Bây giờ tất cả mọi người đã mệt thì video hôm nay anh em mình cùng xin dừng tại đây. Mọi người thấy video hay và có ý nghĩa thì hãy cho một like và nhớ chia sẻ video để ủng hộ anh em chúng tôi, và nhớ đăng ký kênh Ẩm thực Châu Phi Nông nghiệp Việt Nam Tàu Châu Phi để ủng hộ anh em chúng tôi nha. Chào các bạn. Chào các bạn. Đi đi.